Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trở lại với kênh vlog của mình. Mình là Phú đây. Thì hôm nay tiếp tục mình sẽ làm cái video này để mình trả lời câu hỏi cho các bạn ha những cái câu hỏi mà các bạn comment phía dưới những cái video của mình đó Rồi, thì hôm nay do số lượng câu hỏi khá là nhiều ha, Cho nên các bạn chịu khó xem cho hết video để các bạn có được những thông tin Để giúp cho các bạn khắc phục lỗi máy tính các bạn nha Bây giờ mình sẽ mở cái list câu hỏi lên đây Thì đầu tiên là bạn Headshot Huỳnh Ngọc Thanh À, bạn nói là bạn ơi mình đang dùng laptop Dell 14 Z5423 không vào Windows được máy báo lỗi Windows error recovery bị khởi động bị lỗi khởi động không repair được vào boot không hiện USB storage device nên không đọc USB ổ CD bị hư đã lâu nên không cài win được hôm vừa rồi có cài máy in nhưng không thành công có khi nào cài máy in bị xung đột ổ USB không ổ USB hư thì phải làm gì? Mong giúp đỡ cảm ơn nhiều. À, số điện thoại của bạn. Thì à, à đầu tiên là trả lời cho bạn là ổ USB sẽ cái cái máy in nó sẽ không có làm gì mà hư cái ổ USB của bạn đâu nha. À nếu mà nó bút mà không hiện lên được cái USB á, thì bạn phải kiểm tra lại trong cái phần mà à, bút á, cái trong cái bút trong cái bài BIOS của bạn á, bạn cài đặt nó đã đúng hay chưa. Nếu mà À, bạn thấy khó quá thì khi mà khởi động lên á, bạn có thể ấn nút F12 Để nó gọi cái menu boot lên Đó là đối với hầu như tất cả loại laptop Thì Dell nó cũng dùng như vậy đó Bạn nhấn, bạn khởi động máy tính lên, bạn chọn là Bạn ấn F12 liên tục Thì nó sẽ xuất hiện cho bạn một cái boot menu Bạn sẽ chọn cái ổ USB và bạn cài Windows bình thường à, Còn nếu mà trường hợp mà Gọi là bí quá rồi, hết thuốc chữa rồi đó Thì chỉ còn cách là mình phải gỡ cầu cứng ra ngoài và mình mang qua máy khác mình à, tạo những cái bản cài từ ổ cứng để mình cài thôi thì cái cách làm này nó hơi phức tạp nếu như mà bạn à, đã làm theo cái bước mà à, cài bằng usb rồi mà không được nữa thì à, chắc là bạn phải mang ra ngoài tiệm bạn nhờ kỹ thuật ta hỗ trợ thôi bởi vì theo những cái bước mà mình nói là cài bằng ổ cứng thì cái bước đó nó hơi hơi, hơi lằng nhằng ha rồi thì hy vọng rằng bạn sẽ khắc phục được lỗi máy tính của bạn nha rồi bạn kali bùi bạn nói anh làm anh à, giảm lag win 10 32 bit đi ăn, máy em lag lắm ạ. À. À, máy bạn lag lắm thì bạn phải cho mình biết là cấu hình máy tính bạn như thế nào nha. À, quan trọng là cái máy của bạn ấy, cái cấu hình máy tính nó có đáp ứng được cái win 10 hay không. Nếu như không đáp ứng được thì bạn nên cài cái bản win thấp hơn chứ bạn đừng có cài Windows 10. À, bởi vì nó sẽ không có chạy được các bạn nhé nó không đáp ứng được. Đó. Rồi, bạn Minh Quy Lê bạn nói ăn test giúp em mà bạn cài win này được không ạ? À? thì uh, mình xin được trả lời bạn minh quý lê luôn là mình uh, sẽ không có giúp bạn test được đâu bạn nhé bởi vì uh, thực sự là không có thời gian mình không có thời gian để mình giúp cho bạn được cái việc này test bản win nó đòi hỏi rất là nhiều thời gian mình uh, hiện tại bây giờ mình uh, đang làm khá là nhiều những cái video mà các bạn đang uh, yêu cầu mình á uh, rất là nhiều luôn mà mình làm chưa có xong nữa rồi hỗ trợ cho các bạn sửa máy tính nữa cho nên là không có thời gian để test dùng cho bạn được thì bạn thông cảm với vấn đề này nhé bạn minh quý lê ha rồi bạn Music Channel Music Channel bạn nói chạy được 100m Bị giật mẹ cái điện thoại rồi à, Thì uh, Xin được trả lời với bạn Music Channel Là cái video này mình đã nói là mình thử làm thôi Chứ không phải là mình khuyến khích các bạn làm ha Và trong cái video này Mình đã chạy tổng cộng là ba cây số Nhưng chưa có thằng nào dám dịch của mình cả Bởi vì uh, chắc không có ai dám chạy lại mình đâu Cho nên là không ai dịch được hết á Mình đang chạy với tốc độ là gần 100 km h Ha. cho nên chả có ai dịch được của mình cả thì uh, giống như mình đã nói là cái video này mình chỉ là, là thử làm thôi chứ không khí các bạn làm cho nên uh, các bạn cũng không nên uh, nghịch dại nha rồi bạn uh, Thành Hưng 9A1 Nguyễn bạn nói chú ơi sao mic của cháu cắm vào máy tính rồi máy tính cũng nhận luôn rồi có dấu tích màu xanh nhưng cái âm lượng cháu nói nó không có nghe nó đó là cái phía bên phải mic á à chú Chỗ mà cái mic nó tích màu xanh á à chú Cháu nói mà cái thanh để đo âm lượng nó không lên không xuống Mà cháu thu âm cũng chẳng nghe Cháu cài driver đầy đủ nhưng vẫn không khắc phục được Chú cách nào giúp cháu không? Nếu được lên máy tính của cháu làm dùng cháu luôn đi chú à, Về cái vấn đề này á nó chỉ lỗi ở do cái phần cái driver các âm thanh của bạn thôi bạn cài driver cho nó thật là chính xác vào nếu mà không được nữa thì bạn phải cài lại Windows bởi vì nhiều khi cái Windows của bạn ấy, nó bị lỗi nó làm ảnh hưởng đến cái driver của bạn bạn nó cài driver cỡ nào chăng nữa nó cũng không có nhận được thì nếu bây giờ mà cái máy của bạn nó bị mình gọi là tè le quá đó thì bạn thử cài lại Windows xem sao nha rồi cài cái driver âm thanh vào cho nó đúng xem sao rồi sau đó thử test lại cái mic nha bạn nha còn trường hợp mà hư cái lỗ này thì khó lắm. Nó nó không nó không khả năng nó ít lắm. Thì hy vọng bằng bạn sẽ khắc phục được nhé, bạn thần hơn ha. Rồi tiếp theo là bạn uh, Ninh Trần Bảo và nói là vào shape mode vẫn bị lỗi trên bạn ơi. Có cách nào khác không vậy? À bạn đang xem cái lỗi mà khắc phục cái lỗi uh, update Windows bị lỗi đó. Thì uh, nếu mà vào shape mode mà vẫn bị lỗi thì uh, đành chia buồn cùng bạn bạn phải cài lại Windows thôi bạn nhé đó là cái cách đơn giản nhất để giúp bạn khắc phục được cái lỗi này ha à, bởi vì mình thường nói là mình sẽ đưa ra những cái cách làm sao mà giúp cho các bạn khắc phục được lỗi máy tính bằng cái cách mà thật là đơn giản nhất là các bạn không cần phải qua nhiều cái bước cầu kỳ còn nếu như mà qua nhiều cái bước, bước phức tạp á, thì có rất là nhiều cách nhưng mà mình sẽ không chỉ cho các bạn ở đây bởi vì những cái cách làm đó đòi hỏi kỹ thuật các bạn rất là cao nếu các bạn làm mà bị sai đó thì nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến máy tính của các bạn. cho nên là mình không có chỉ, mình địa chỉ những cái cách nào mà thật là đơn giản nhất thôi, mà ai cũng làm được. thì nếu ở trên, cách ở trên mà bạn làm không được nữa đó, thì bạn chịu khó bạn cài lại Windows dùng cho mình nha bạn nên trình bảo ha. rồi bạn thà lê, bạn nói anh ơi, em đang cài Win10 thì bị lỗi BIOS không hỗ trợ, làm sao vậy anh? à nếu mà như vậy thì có nghĩa là cái máy của bạn ấy, cái không biết là bạn đang xài laptop hay là xài uh, máy bàn. Nếu mà xài máy bàn thì một số cái mainboard đời trước Nó không hỗ trợ Windows 10 bạn ha Bạn cài vào thì nó sẽ không chịu Thì nếu mà như vậy thì bạn nên dùng những cái bản Windows trước đó bạn nha Đừng có sử dụng Windows 10 nữa Rồi, người yêu cô đơn Bạn nói máy của mình chạy bình thường Nhưng mình vào phần cài đặt Cập nhật và khôi phục Vào khôi phục Xong vào khởi động nâng cao hay sao ý Tự nhiên nó vào Windows Boot Manager mà mình không biết thoát ra sao nên ấn nhầm giờ màn hình cũng như vậy đó. Máy mình bản quyền Win 8.1 có một bản recovery trong USB nhưng mình đã nâng cấp lên Win 10 rồi và không có bản sao dự phòng, giờ phải làm thế nào ạ? Nếu như mà bạn đã up lên Windows 10 rồi á thì ở trong ở trong Windows 10 các bạn nó sẽ có cái phần mà uh, cái phần mà mình gọi là reset windows thì bạn à, sẽ chịu khó bạn vào bạn vào để bạn reset lại windows nha reset lại windows thì bạn có thể là bạn vào trong safe mode trước bạn vào trong safe mode trước và bạn à, sẽ thực hiện những cái bước tiếp theo để bạn có thể là bạn khôi phục được cái windows của bạn nha thì à, để vào được safe mode đó bạn có thể tham khảo cái video này của mình nè à, vào safe mode Đây. À, hướng dẫn vào safe mode trên Windows 10 này. Đó, bạn vào à bạn xem cái video này của mình để bạn biết cách vào trong safe mode và bạn khắc phục cái lỗi của bạn nha. À, nếu như mà vẫn không được nữa thì à, chỉ còn cách là bạn phải cài lại Windows thôi bạn nhé. Bạn cài lại từ đầu luôn á. Rồi bạn khám phá bạn nói CPU của em nhiệt độ thấp nhất là 23 độ C. À, thấp nhất là 23 độ C thì ok rồi bạn đâu có sao đâu. Rồi bạn Rin Angel bạn nói Đã bác nào tháo ra vệ sinh sạch sẽ, sáng bóng rồi đóng thùng mang ra tiệm sửa chưa? <laughs> bạn xem cái video hướng dẫn vệ sinh máy của mình à, Thì mình đã nói rất là nhiều rồi Cái vấn đề này á nó hên xui thôi bạn nha. còn nếu mà bạn mà bị bạn vệ sinh sạch bóng rồi mà bạn phải mang ra tiệm sửa là bạn xui rồi đó. <laughs> mình thấy đã có rất là nhiều người làm và đã ok rồi chứ không phải là không ok bạn nha. còn đối với mình khi mà mình làm cái video này thì các bạn xem là các bạn xem như vậy thôi. nhưng mà thực chất ra nếu như các bạn mà không có đủ kỹ thuật để các bạn làm thì chắc chắn một điều là các bạn sẽ gặp mà những cái phiền toái đó ha, gặp những cái phiền toái bởi vì mình cũng gặp chứ không phải riêng gì các bạn đâu Nhưng mà mình thì mình có cách khắc phục Còn các bạn nếu như các bạn không có rành kỹ thuật Các bạn không biết cách khắc phục thì sẽ mệt lắm đó Rồi bạn khám phá và nói Anh ơi khi kết nối TeamViewer Máy này với TeamViewer máy khác Nó có mất tiền của hai bên hay chỉ một bên hay là không mất gì ạ Hoàn toàn miễn phí bạn nha Nếu như bạn sử dụng cái bản free á Cái bản free thì bạn sẽ hoàn toàn miễn phí không mất đồng nào cả Trừ khi bạn mua bản quyền thì mất phí bạn nha rồi tiếp theo bạn Hoàng Tử cô đơn bạn nói quạt ông này quay được à, bình thường một cái fan bình thường là đầu có dây bên trong như là đầu nó à phía ra còn cái tròn tròn nhìn như đúng chiều ý là nó hút vào lắp thế kia là méo hút ra mà là hút nhiệt vào rồi. <laughs> Thực chất mà nói ra á, cái chuyện mà lắp cái quạt ngược hay không á trong cái video này của mình này Thì mình đã nói rất là nhiều trong cái video này của mình là mình làm demo cho các bạn xem thôi Cho nên á, mình lắp ngược cũng là chuyện bình thường ha Mình lắp ngược là chuyện bình thường Nhưng mà cái chuyện mà lắp ngược hay là thuận hoặc ngược ấy, cũng chả quan trọng luôn Mình sẽ giải thích cho bạn nghe này Nếu như bạn mà lắp ngược ấy, thì nó sẽ à, hút vào đúng không? Nó hút vào như vậy thì nó sẽ hút gió từ bên ngoài vào Và nó làm mát cho bên trong Đó, và làm mát cho bên trong Còn nếu nó hút, nó thổi thuận Thì nó sẽ đẩy cái hơi nóng từ bên trong ra bên ngoài Đó, bạn sẽ hiểu là như vậy Và bạn, bạn biết làm sao không? Ở trong máy tính của mình có lắp rất là nhiều quạt tản nhiệt Có quạt hút vô, có quạt thổi ra Thì cái quạt này của mình nếu như mà nó hút vô Thì những cái quạt thổi ra nó sẽ đẩy hơi nóng ra ngoài cho nên mình không có lo cho nên các bạn đừng có vào ném đá mình cái video này nếu mà mình lắp ngược á mình cũng chả sợ đâu giống như mình đã nói nó sẽ hút gió từ bên ngoài vào nó làm mát bên trong cái thùng máy và những cái quạt khác của mình nó sẽ đẩy hơi nóng ngược ra ngoài cho nên mình không có sợ gì hết còn nếu các bạn mà lắp có một cái quạt á thì các bạn phải xem lại các bạn phải xem là các bạn lắp đúng hay chưa nha xem nó đúng hay chưa nhưng mà theo như mình thì cũng chả quan trọng chả quan trọng cái điều đó các bạn nha rồi bạn Dũng 2072 Dũng bạn nói xem cái tiêu đề thì nói chuyện sau vào cái tiêu đề à, đó thì trả lời thì qua tiêu đề trả lời kêu chung chung vậy người cần biết tiêu đề thì à, đợi tới bao giờ nản riết không muốn xem <laughs> thì à, Xin được trả lời với bạn như thế này Nếu như mà bạn cảm thấy là bạn chờ mệt mỏi quá Thì bạn không muốn xem thì mình cũng không có hoan ngân bạn nha Bạn Dũng 2072 ha Đó Nếu như bạn xem video thì có ích cho bạn thôi Chứ mình cũng chả được cái gì cả Thực sự ra mình làm cái video này cũng là vì các bạn mà thôi Bạn nghĩ chả lẽ chỉ có một mình bạn xem hay sao Hay là chỉ có một mình bạn đang gặp khó khăn Đó Tất cả mọi người đều phải chờ cho đến cái câu trả lời của mỗi người chứ không riêng gì bạn đó thì à, nếu mà bạn à, chờ được thì bạn xem còn bạn không chờ được thì à, bạn à, chịu khó đi tìm video khác bạn coi bạn nhé đó bởi vì à, không phải chỉ riêng một mình bạn đâu còn rất là nhiều người cũng phải chờ đợi đấy chứ không phải một mình bạn đâu nhé rồi tiếp theo bạn nguyễn hoàng thiên phúc bạn nói anh ơi anh kiếm cho em link tải sony vegas pro 12 được không anh nếu được thì em cảm ơn anh nhiều À, bạn à uh, Thiên Phúc bạn chịu khó bạn vào cái trang này này, tại vì bây giờ mình cũng không có nhiều thời gian để mình tìm cho bạn nữa. Mình sẽ chỉ cho bạn cái trang này bạn vào bạn tìm nha. Bạn vào cái trang uh, đây này. Bạn search Google cho mình là cái trang là kỹ xảo Việt ha, kỹ xảo Việt này. Đấy, kỹ xảo Việt. Rồi bạn vào cho mình uh, cái trang này. Ồ oh, cái trang kỹ xảo Việt bây giờ người ta đóng cửa luôn rồi. Đây, bạn vào đỡ cái Facebook của bạn uh, Kỹ xảo Việt này đi. Đấy Kỹ xảo Việt này. Đó. Ở bên trên này á, uh, trên đây là một cái cộng đồng người ta làm video khá là lớn mạnh ở Việt Nam mình. Thì ở trên này bạn có thể bạn đăng lên đây, bạn uh, hỏi các anh em ở trên này uh, xin cái link download phần mềm Sony Vegas ha, Sony Vegas à uh, 12 nha. Ở trên này người ta hỗ trợ rất là nhiều luôn và người ta lúc nào cũng có sẵn phần mềm để chia sẻ cho mọi người thì hiện tại bây giờ mình đã nói là mình không có thời gian để mình tìm cho bạn thì bạn chịu khó bạn lên đây bạn đăng tải và bạn xin nha đó hoặc là bạn có thể lên google bạn sớm được thì hy vọng bạn sớm tìm được cái phần mềm nha bạn thiên phúc nha rồi bạn lâm gia bảo lâm bạn nói anh ơi pc của em có ổ dvd trong phần cứng mà sao dùng máy vào mac computer lại không thấy ổ dvd trong danh sách drive à máy chạy Windows 7 Ultimate 32 bit RAM 2 GB, ổ cứng Hitachi, card đồ họa của Intel. À Đây là một cái lỗi của Windows 7 bạn nha. Đây là một cái lỗi của Windows 7 đó chứ không phải à, là cái gì đâu. Nếu mà gặp trường hợp này á thì à, bạn phải khắc phục cái lỗi này thôi Nhưng mà cái lỗi này chắc mình sẽ làm một cái video khác để mình chia sẻ với bạn Bởi vì trong này thì mình sẽ không có nói ở trong đây Bởi vì mình không có muốn làm mất thời gian của mọi người chờ đợi Thì có gì mình sẽ làm một cái video khác để mình trả lời với bạn ha Đây là một cái lỗi đó Do là chúng ta cài Windows 7 vào thì có một số trường hợp Tự nhiên nó không nhận cái ổ CD của chúng ta ha Không nhận ổ CD của chúng ta, chúng ta phải làm qua một số thao tác thì nó mới nhận được Đó rồi thì mình sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để mình làm cái video này mình trả lời cho bạn Lâm Gia Bảo Lâm ha rồi tiếp theo bạn Huy Nguyễn bạn nói có ai chơi PUBG không? vô chơi solo đi rồi bạn Vũ Nguyễn nói Huy Nguyễn mình chơi nhé bạn à, à mà bạn Nhật có chơi không ta à, chơi tí đi hai bạn ở inbox nhé rồi à, các bạn này chơi game thì các bạn uh, tự thảo luận với nhau nhé Mình không trả lời cho các bạn ha Rồi bạn uh, Hung Le hay Hùng Lê là bạn nói Thằng ML Calibui không xin cạc nữa à uh, Biết sợ rồi à <laughs> uh, Rồi mình qua câu hỏi khác đi nha Rồi bạn uh, Hiếu Nguyễn bạn nói Cảm ơn anh Hôm nay em thay nguồn SP 350W không còn bị uh, tắt máy nữa rồi ok chúc mừng bạn Hiếu Nguyễn ha Rồi bạn làm như thế nào Bạn nói là Hiếu Nguyễn so sánh chi tiết À bạn cho link đúng không Rồi bạn cho link để xem video Rồi bạn uh, Rob Lock Vlog Bạn nói hay như vậy mà có một dislike à À, anh ơi, anh tôi chậm đoạn 5 phút 17 và nghe kỹ cái giọng kỳ kỳ mà em thấy nghi chỗ đó Nghi cái gì nhỉ bạn nhỉ? Sao bạn không nói rõ luôn nghi cái gì? Rồi bạn à, nói là ăn nơi đoạn 19 phút 26 giây không phải về bàn phím máy em mà là tên tiêu đề video mà em comment cho anh đó. À rồi ok mình sẽ cố gắng mình coi lại cái lỗi này nhé bạn à, Roblox vlog, vlog ha. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Rồi bạn Quang Minh, Quang Trịnh Minh bạn nói sẽ thế nào nếu lắp 16 GB vào men chỉ giới hạn 8 GB. Bạn khám phá trả lời không nhận 8 GB dư kia. Rồi xin cảm ơn bạn khám phá Bạn đã trả lời rất là đúng rồi Thì đó là cái thông tin nhé bạn Quang Minh Quang Trịnh Minh ha à, Nếu mà men của bạn mà hỗ trợ chỉ có 8GB Mà bạn cắm 16GB vào Thì nó sẽ nhận chỉ được có 8GB thôi nhé bạn nha Bạn Thanh Phương Phạm Bạn nói Thanh Anh nhiều Bạn xem cái video khắc phục cái lỗi này của mình Rồi chúc mừng bạn Thanh Phương Phạm nha bạn đạt tấn bạn nói ăn nơi lúc trước anh học trường đại học gì thế anh giỏi quá <laughs> trời ơi cảm ơn bạn đạt tấn nha bạn à, khen mình dữ quá mình à, nở muốn nổ cái lỗ mũi luôn thì à, trả lời bạn là mình chỉ học trường làng thôi nha bạn đạt tấn nha học trường làng thôi rồi bạn tuấn kiệt bạn nói sao cái cái của em menbo p8h61 mxr 2.0 có driver tải xuống trên windows 10 vậy nếu mà như vậy là cái menbo của bạn nó không hỗ trợ windows 10 nhé bạn nhá không có hỗ trợ windows 10 à, thì một số nhà sản xuất ấy, người ta À, người ta không có hỗ trợ cho những cái bản update Windows về sau này nha. Cho nên là người ta không có viết driver cho những cái men bo đó. Thì bạn có thể là bạn lên Google, bạn search driver cho những cái loại chipset H61, ha. chipset H61 thì cũng có một số à, các à, lập trình viên đó, người ta viết cho bạn, à, người ta viết cho để hỗ trợ đó Thì bạn sẽ download những cái nguồn này về để bạn cài cũng được không sao hết bạn nhé. Rồi. À bạn gì đây lương này chữ khó đọc quá bqw hay sao đấy bạn nói em cũng dùng Azure vào security nhưng nó khác giao diện giống anh thì phải làm sao ạ à? nó không có menu boot security nếu như nó không có menu boot security thì bạn bỏ qua bước này luôn bạn nhé không cần dùng cái bước này không cần dùng bước này cũng được và một điều nữa là laptop Acer đấy thường là nó bị lỗi cái BIOS và nó sẽ không có cái mục này nếu như mà không có mục này mà bạn bỏ qua rồi mà không khắc phục được lỗi đó thì uh, uh, cách duy nhất là bạn phải update lại cái BIOS để nó sửa cái lỗi này còn nếu mà bạn không biết cách update thì bạn phải mang ra vào tiệm bạn nhờ kỹ thuật viên người ta hỗ trợ dùng cho bạn nha rồi bạn Minh Quy Lê bạn nói anh hướng dẫn làm desktop cho Win 7 được không ạ à, à bạn đang xem những cái video mà chỉnh sửa desktop của mình á thì ok, mình sẽ cố gắng mình làm video hỗ trợ cho Win 7 bạn nhé. Bởi vì bây giờ bận quá cho nên là mình những cái máy của mình đang sử dụng Windows 10 thì mình cứ làm Windows 10 thôi, chứ mình không làm Windows 7. Thì mình sẽ cố gắng mình làm Windows 7 sớm để hỗ trợ cho các bạn nha. Tiếp theo bạn Tôn Nội Không bạn nói Anh hướng dẫn làm đẹp cho desktop Win 7 đi anh Ờ ok bạn Tôn Nội Không nhé. Bạn cũng có câu hỏi giống như bạn à, à, lúc nãy luôn. Thì mình sẽ cố gắng mình làm sớm ha rồi nguyên 7 sáu làm được không anh rồi mình sẽ cố gắng mình làm nha bạn tôn nội không rồi bạn tú mỡ bạn nói ăn nơi máy của em bật thì chuột có đèn mà máy không lên thì sao ạ chuột có đèn mà máy không lên cái con chuột đó thì nó chả có liên quan gì đâu bạn nhá con chuột nếu như bạn xài chuột quang ấy bạn cứ cắm dây vào cái máy là tự động nó có điện thì nó sáng lên thôi chứ không liên quan gì con chuột nó có lên hay không đó, nếu mà không lên thì À, bạn xem những cái video hướng dẫn khắc phục lỗi máy tính không lên của mình để bạn làm. Nếu mà không được nữa thì bạn phải mang ra ngoài tiệm, bạn nhờ kỹ thuật người ta hỗ trợ cho bạn nha. Rồi bạn Kali bùi bạn nói anh em cài bản tiếng Việt trên Win 10. Rồi bạn khám phá bạn trả lời luôn là tiếng nào cũng được quan trọng bạn có hiểu hay không thôi. <laughs> Đúng rồi, bạn muốn cài bản gì bạn cài đâu sao đâu bạn Kali bùi. Rồi Tiếp theo bạn Pika Channel bạn nói Chu Đặng Phú máy tính của em nó cứ dừng ngay starting window Hoài tắt máy mở lại cũng dừng ngay chữ starting window thì sao ạ Nếu mà như vậy thì lỗi rồi bạn ơi Bạn chịu khó cả lại Windows nhé bạn Rồi bạn Calibur bạn nói Anh ơi có nào tải GTA 5 đi ăn <laughs> Bạn tôi nữa không nói máy mạnh không cài GTA 5 Bạn làm như thế nào nói mua bản quyền đi <laughs> rồi các bạn tự giải quyết với nhau về cái phần game nha rồi sau đây là những câu hỏi cuối cùng bạn thế nguyễn và nói chào bạn cho mình hỏi làm sao à, cho hỏi sao mình làm y như bạn mà vào chrome nó báo lỗi unlock unlock là sao nhỉ lỗi unlock là sao nhỉ bạn nhỉ bạn có thể bạn ghi rõ cái nội dung báo lỗi hoặc là bạn chụp hình cho mình được không bởi vì bạn nói cái lỗi này mình không có hình dung được cái lỗi unlock này nữa, tại vì trong cái video mình không bị lỗi giống của bạn nha. rồi bạn duy thành vlog bạn nói bạn ơi hôm qua mình mới vệ sinh con máy tính bàn dùng tay không chạm phải con cpu thì mình rụt tay lại luôn nhưng lúc sau thì bật lên nó không chạy để đến hôm nay thì nó lên màn hình nhưng nó lại cứ báo là bios checksum error và đứng đấy không ấn được gì chỉ có thể ấn nút nguồn để bật tắt máy nhưng sau đó vài lần thì đứng yên ở chỗ đó luôn Bạn giúp mình với Bạn cũng nhớ làm video nhé Thanh à, Trả lời với bạn Duy Thần Vlog Thì đây chính là cái lỗi mà nó gọi là bị sốc điện đấy nha bạn nha Bị sốc điện Thì cái cách tốt nhất đấy là bạn hãy gỡ cái cục pin C1 ra Bạn gỡ cục pin C1 ra Rồi sau đó bạn gắn vô lại Rồi bạn mở lại xem sao nha Đó để chúng ta sẽ clear C1 đi Để cho nó xóa sạch những cái lỗi cũ đi đó Thì... À, hy vọng rằng sẽ khắc phục được nhé bạn duy thành vlog ha bạn à, còm gaming bạn nói hôm qua máy em win 10 kêu update em update nhưng tối trễ lắm rồi nên em ngắt điện hôm nay mở lên không được <laughs> thì đây là một cái mà một cái gọi là cái dại chưa có cái dại nào mà cái dại này nha bạn còm gaming khi mà nó update như vậy á, thì bạn phải để cho nó update bạn đừng có tắt ngang bạn tắt ngang là bạn coi như là bạn à, tự phá hủy cái máy của bạn luôn rồi đấy windows 10 đó là như vậy bạn nha thì nếu như bạn mà update trễ quá bạn không muốn update thì bạn đừng có đừng có update lúc đó hoặc là nếu mà bạn là update ấy, thì bạn cứ để cho máy nó chạy đi rồi bạn đi ngủ đâu có sao đâu sáng ngày mai vậy là nó sẽ update xong nó update lâu lắm là chỉ khoảng cỡ một trong đến 2 tiếng là là xong thôi chứ không có lâu lắm đâu bạn cứ để máy đó cho nó chạy sáng mai ngủ dậy là xong nha còn bây giờ nó đã bị lỗi như này thì chia buồn cùng bạn hãy cài lại windows đi bạn nha rồi thì vừa rồi mình đã trả lời xong tất cả những câu hỏi mà các bạn đã à, gửi cho mình Thì mình hy vọng rằng với những câu trả lời của mình vừa rồi Một phần nào đó sẽ giúp cho các bạn có được thông tin để các bạn khắc phục lỗi máy tính các bạn nhé. Thì cái video này mình xin được tạm dừng tại đây Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha Xin chào các bạn Rất cảm ơn các bạn đã bỏ chút thời gian để theo dõi video chia sẻ của mình Nếu như các bạn thấy video này của mình hữu ích các bạn đừng quên chia sẻ nó cho nhiều người khác cùng xem với nhé. Cũng như là nhấn nút đăng ký kênh và bật nút thông báo để nhận được những video chia sẻ mới nhất từ kênh của mình nhé. Dưới đây là những video hữu ích khác dành cho bạn. Các bạn nhấn vào các hình vuông phía dưới để xem video nhé. Chúc các bạn xem video vui vẻ và chúc các bạn thành công.